Hello anh em nhá, lại là em Tuấn Hải Dương anh em ơi. Lay về một con hàng bộ cực kỳ khủng cho anh em nhá. Này gọi là hàng con trâu rừng luôn anh em ạ. Lực khỏe dã man luôn, siêu lực luôn anh em nhá. Này hiện tại đang dãi 2,5 kg vô tư luôn anh em ạ. Lết cực kỳ dí luôn. Bộ khỏe dã man luôn anh em ạ. Con này anh em về sẵn cho anh em về móc số luôn nhá. Nói chung hàng chất lượng luôn anh em ạ. Hiện tại đang dãi 2,5 kg vô tư anh em nhá. Không gãy rẻ luôn. Con này cực kỳ khỏe luôn anh em ạ. Lết nó dí lắm. Đây anh em này. Anh em nào kết thì alo trực tiếp nhá. Em có video ở đằng sau cho anh em luôn. Quả bộ khiếp lắm anh em nhá. Anh em về nhìn một bộ khiếp nữa anh em ạ. Đây, con này đang căng lắm anh em ạ. Đang rất là đạt nữa luôn anh em nhá. Đây anh em này. Thật sự mấy anh em mà con này nó là một chiến binh cực kỳ khủng luôn anh em ạ. Nó lên nó chơi lúc nào cũng phải đánh nát dàn luôn anh em ạ. Trời nó khiếp lắm anh em ạ. Thật sự để mà nói cái con này anh em nhìn ở ngoài đảm bảo anh em mê luôn cái bộ của nó anh em ạ. Bộ quá là khủng luôn. Bộ khủng lực anh em ạ. Mà lực con chim này nó lực dã man luôn. Anh em phải hiểu là chơi 2,5 kg nó vẫn ché như một cái máy luôn. Khiếp luôn anh em ạ. Con này nếu mà anh em về thì đảm bảo là lúc luôn anh em ạ. Đang rất là căng luôn anh em nhá. Chim rất là đạt luôn. Con này chim nó được 3 mùa anh em ạ. Trời khiếp dã man luôn anh em nhé. Mà đinh đá gốc mỏ dày anh em ạ. Như con trâu luôn anh em ạ. Nó khỏe khỏe dã man luôn anh em nhé. Thì kiếm những con chim như thế này anh em về chuyển nhận cho anh em thì mới sướng anh em ạ. Này nó chơi nết rất là sụp luôn. Anh em mà có kiểu dạng nồng sinh ấy, về em nghĩ con này anh em chơi nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Vì con này nết nó sụp anh em ạ. Nết nó sụp anh em cho chuyển ra nồng sinh ấy, con chim nó chơi nó sẽ hay hơn nhiều. Ra nết này chạy cầu rất là tốt luôn. Đảo các mặt luôn anh em ạ. Không bao giờ kén chim. Anh em nói chưa? Toàn chế đè đối thủ anh em ạ. Con này đặc biệt cái là khi mà anh em đổi chỗ nó bắt đầu bùng lên nó chơi như một cái máy luôn. Clip em test trên giàn cho anh em này. Nói có khi anh em không tin nhưng clip này khi em quay clip này là đã được 2 tiếng anh em nhé. Clip này là em quay lúc 4:30 rồi, gần 4 rưỡi chiều. Anh em phải hiểu là miền Bắc ngoài em nó rất là lắng mà gần 4 rưỡi chiều chơi từ lúc là 2:30 anh em ạ. Đến lúc này là gần 4 rưỡi chiều rồi mà con chim nó chơi nó gần như không xi nhê lực một tí gì anh em ạ. Nghĩa là hạ xuống nó còn gọi là còn nguyên lực luôn. Nó rất là khiếp anh em ạ. Con này con nào phải gọi là quá trâu luôn anh em ạ. Anh em nhìn thấy nó đánh lên nó đánh lát hết dàn luôn. Con nào mà ché được ché lại cho khiếp luôn anh em nhé. Con chim đằng sau ấy là con chim thi 30 triệu đấy anh em ạ. Nó không biết sợ là gì anh em ạ. Solo bình thường. Nếu mà để nói con đằng sau không còn ngon bằng con này luôn anh em ạ. Con này em Tuấn Hải Dương giao lưu anh em với giá là 10 triệu anh em nhé. Nói chung con này nó hàng lặng luôn. Chim em đã test nên anh em hoàn toàn yên tâm anh em ạ. Chơi 2,5 kg còn nguyên lực anh em ạ. Mà nó không gãy rỉa luôn. Ché khiếp luôn anh em ạ. Anh em nào đang cần chiến binh hàng sạch về chăm thi thố mà chiến binh gọi là hàng VIP bộ khủng thì liên hệ bắt em bắt con này thì đảm bảo là anh em yên tâm luôn. Chìm quá là VIP luôn anh em ạ. Trời lát già luôn anh em. Trời cực cực khiếp luôn. Tả nhiều khi anh em này bảo lời quá nhưng với em Tuấn ấy, con chim khi mà em Tuấn test như nào thì em Tuấn sẽ bảo như thế luôn. Không có chuyện nói quá hay là tả nó không đúng đâu anh em ạ. Con chim như nào là em Tuấn báo như thế luôn. Con này thì chim hiện tại là được 3 mùa anh em nhé. Rất là vừa tầm trăm luôn. Lực như này thì anh em đảm bảo đi thì là lụm thôi anh em ạ. Lực quá khiếp luôn. Anh em nào mà kết thì alo luôn nhá. Clip còn rất là dài anh em ạ. Em quay rất là nhiều clip.
đăng trên YouTube này, quay vừa vừa thì anh em đang vừa vừa cho anh em xem, anh em cảm nhận anh em ạ. Còn con chim với em Tuấn là bán thật và chim tét là tét tại giàn anh em nhé, không có tét ở nhà hay là kè vi hay là con chim chơi nó gọi là hứng nên nó chơi thôi anh em ạ. Một con chim em Tuấn là tét rất là kỹ nên anh em chơi lúc nào cũng yên tâm, lúc nào em Tuấn sẽ bán chuẩn theo giá trị của con chim anh em ấy nhé, chứ không phải là cứ quay được clip đẹp là bán nó cao đâu. Còn em Tuấn khẳng định nếu mà anh em nào có thời gian quay em Tuấn xem con này trực tiếp thì em đảm bảo cho anh em con này đẹp hơn trong clip rất là nhiều lần anh em ạ, khẳng định anh em luôn, và hay hơn clip rất là nhiều anh em ạ. Thì anh em phải hiểu là con chim này chơi buổi chiều, ngoài chiều để bắt nó rất là lặng, con chim sẽ không đạt được hết được, và anh em phải hiểu là nó vẫn chơi được như thế này luôn. Ưu tiên anh em nào mà qua nhà xem con này đảm bảo là mê luôn anh em ạ, đảm bảo là số tiền luôn. Con này không tật lỗi gì đâu anh em nhé, em Tuấn test rất là kỹ rồi nên yên tâm đi. Còn con này nếu mà anh em nói về giá ấy, thì nhiều khi anh em không chơi chim sâu hoặc không chơi những chiến binh hàng VIP thì anh em không hiểu được cái giá trị của con chim. Thì em chỉ, Tuấn chỉ nói một câu đơn giản như này, nếu mà một con hàng sạch như thế này thì em Tuấn khẳng định ở các anh em khác sẽ bán rơi vào tầm khoảng 15 đến 20 triệu con này anh em nhé. Em Tuấn không hề nói phét một câu nào luôn, em Tuấn khẳng định nó là như vậy luôn. Cái con hàng rất là chất lượng anh em ạ, và em Tuấn khẳng định lúc nào em Tuấn bán giá tốt hơn các anh em khác, mà con chim rất là chuẩn, rất là thật luôn anh em ạ. Và test nó chuẩn con chim mà đúng sự thật là nó chơi được bao nhiêu thời gian luôn anh em nhé, chứ không phải là con chim cứ thích nói chơi bao nhiêu thì chơi đâu. Em Tuấn không test được như vậy, em Tuấn không bao giờ dám nói anh em nhé. Nên anh em mua của em Tuấn này anh em sẽ hiểu anh em ạ.